Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành năm loại mắt trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành sáu phép thần thông trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành mười lực Phật trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành pháp không quên mất trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh luôn luôn xả trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành trí nhất thiết trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành tất cả pháp môn Đà La Ni trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành quả dự lưu trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành quả vị độc giác trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành tất cả hạnh Đại Bồ Tát trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với thọ tưởng hành thức chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với nhãn xứ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc xứ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với nhãn giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với nhĩ giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với tỷ giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với thiệt giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với thân giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với ý giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với địa giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với thủy hỏa phong không thức giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với vô minh chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với bố thí ba la mật đa chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với pháp không nội chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với chân như chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với thánh đế khổ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với bốn tịnh lự chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với tám giải thoát chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với bốn niệm trụ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với pháp môn giải thoát không chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với mười địa Bồ Tát chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với năm loại mắt chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với sáu phép thần thông chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với mười lực Phật chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với pháp không quên mất chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với tánh luôn luôn xả chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với trí nhất thiết chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa như thế,
đối với quả dự lưu chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với quả nhất lai bất hoàn A-la-hán chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với quả vị độc giác chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, là hành bát nhã ba la mật đa. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rất đặc biệt, bát nhã ba la mật đa như vậy là pháp tánh sâu xa, hoặc nói hoặc chẳng nói đều chẳng tăng chẳng giảm. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, bát nhã ba la mật đa như thế là pháp tánh sâu xa, hoặc nói hoặc chẳng nói đều chẳng tăng chẳng giảm. Này thiện hiện, giả sử Như Lai ứng chánh đẳng giác trọn đời khen hay chê hư không, thì hư không kia vẫn không tăng không giảm. Bát nhã ba la mật đa ấy, pháp tánh sâu xa cũng giống như vậy, hoặc khen hay chê chẳng tăng chẳng giảm. Này thiện hiện, thí như ảo thuật gia, đối với việc khen hay chê chẳng tăng chẳng giảm, không buồn không vui, bát nhã ba la mật đa ấy, pháp tánh sâu xa cũng giống như thế, hoặc nói hoặc chẳng nói vẫn như hư không,